Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Cụ ông ở thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe máy lao từ trong nhà ra đường, va chạm xe tải, tử vong. Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong trong bể bơi nhà trường. Liên tiếp xảy ra các vụ chó dại cắn người gây tử vong ở Đồng Nai. Ngành chức năng cảnh báo hiểm họa từ việc nuôi chó thả rông. Sân bay Long Thành sắp khởi công ga hành khách và đường băng. Đây là những công trình quan trọng của dự án giai đoạn 1. 4 ngân hàng lớn đồng loạt giảm lãi suất huy động với mức điều chỉnh từ 0,3 đến 0,5%. Tài xế container trong vụ tai nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm 4 người tử vong lãnh án tù. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu là thông tin về an toàn giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một cụ ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, cụ ông 71 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, chạy xe máy đến nhà người thân trên đường Bình Mỹ thuộc ấp 8 xã Bình Mỹ. Sau đó, cụ ông chạy xe máy từ trong nhà người thân ra đường. Tuy nhiên, do mặt đường Bình Mỹ cao hơn nền nhà nên cụ ông tăng ga để lên dốc thì bất ngờ chiếc xe phóng thẳng ra đường rồi tông vào một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường. Hậu quả vụ tai nạn làm cụ ông tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh NVT, sinh năm 1983, là người dân địa phương, nghi bị điện giật tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, anh T mang bình kích điện đi bắt cá một mình tại cánh đồng Bào Láng ở xã Đức Phú, huyện Tánh Linh. Sau đó, gia đình không thấy anh về, không liên lạc được với anh nên đã trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể của anh T tại cánh đồng Bào Láng, xã Đức Phú, nghi bị điện giật tử vong. Một nam sinh lớp 9 tại Hà Nội được phát hiện tử vong trong bể bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam VAS ở khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc này. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa xác nhận việc một nam sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi tại bể bơi trong khuôn viên trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam VAS ở khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Sau sự việc, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đã đến tìm hiểu tình hình và thăm hỏi gia đình nam sinh. Nhà trường cũng đã phối hợp với gia đình lo hậu sự. Hiện công an quận Hà Đông đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ chó dại cắn người gây tử vong. Và đây cũng là hồi chuông cảnh báo việc nuôi chó thả rông không rõ mõm, không thực hiện tiêm phòng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho người, và đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Tại phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, có nhiều người dân đến để tiêm phòng dại. Người dân tới đây tiêm phòng ở các lứa tuổi khác nhau, chủ yếu do bị chó mèo nhà nuôi hoặc nhà hàng xóm cào, cắn. Đưa hai con đi đăng ký tiêm phòng dại. Anh Đinh Văn Thế ở xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ cho biết, hai con của anh đang chơi thì bị chó mèo nhà hàng xóm tấn công. Không biết những con chó mèo này đã được tiêm phòng hay chưa, nên anh đưa các con đi chích ngừa phòng bệnh dại. Thì một đứa bị chó cắn, đứa bị mèo cắn, nó cũng bình thường à, nhưng mà mình sợ an toàn, mình đi chích cho nó an toàn thôi. Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai khuyến cáo để chủ động phòng tránh bệnh dại, người dân cần tiêm phòng cho đàn chó mèo, không thả rông. Trường hợp phát hiện chó mèo nghi dại, chó cắn nhiều người hoặc chó mèo bệnh chết không rõ nguyên nhân, cần báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan y tế hoặc thú y. Đối với khi mà chó dại cắn thì bà con chúng ta nên chú ý. Thứ nhất là chúng ta phải vào, chúng ta rửa vết thương liền ha, bằng xà phòng. Chúng ta đi lên ngay là những chỗ cơ sở y tế gần nhất sẽ xử lý cái vết thương cho mình trước. Và chúng ta phải tiêm phòng bệnh dại thì là chúng ta sẽ phòng được là bệnh chó dại. Và chúng ta đi ngay trong vòng 24 tiếng sau khi chó cắn thì là chúng ta phải đi xử lý vết thương ngay và chúng ta phải là chích ngừa ngay. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 13.000 người tiêm vaccine ngừa bệnh dại, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.
toàn tỉnh ghi nhận 9 ổ dịch chó dại tại các địa phương, có 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, dự kiến vào ngày 26 tháng 8 tới, công trình nhà ga hành khách và đường băng cất hạ cánh của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng. Đây là những công trình quan trọng có giá trị lớn của dự án sân bay Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, công trình nhà ga hành khách có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 35.000 tỷ đồng, thi công thời gian 39 tháng. Công trình được đánh giá là hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay giai đoạn 1. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh qua sen, gồm 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 376.000 m², chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, bố trí 40 vị trí đổ gần cho các máy bay. Còn công trình đường băng cất hạ cánh có trị giá hơn 7.300 tỷ đồng, thời gian thi công là 700 ngày. Công trình gồm các hạng mục sân, đường khu bay với đường cất hạ cánh có chiều dài là 4.000 m, rộng 45 m, với hệ thống 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh. Các đường lăn nối diện tích hơn 69 hectare, còn có 4 sân đổ tàu bay và các sân đổ phương tiện phục vụ mặt đất. Ngoài ra còn có các hạng mục hạ tầng giao thông đi kèm và các công trình phụ trợ khác. Dự kiến khi hoàn thành giai đoạn 1 thì sân bay Long Thành có công suất phục vụ là 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Và khi hoàn thành toàn bộ thì sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất là 100 triệu hành khách một năm và 5 triệu tấn hàng hóa một năm. Với kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới kéo dài 4 ngày, hãng hàng không Vietjet dự kiến tăng thêm 210 chuyến bay nội địa trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, bổ sung thêm 45.000 chỗ để phục vụ nhu cầu của người dân về nhà nghỉ lễ và du lịch, tăng 12% so với mức thường lệ. Hãng hàng không Vietjet tăng tần suất và mở thêm các đường bay quốc tế mới đi Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan để du khách có thêm lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay. Tổng cộng, Vietjet sẽ cung ứng gần 650.000 chỗ trên toàn mạng bay của hãng. Để tạo thuận tiện cho người dân di chuyển trong dịp cao điểm, hãng hàng không Vietjet cũng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn du khách thực hiện các thủ tục trực tuyến để giảm bớt thời gian chờ đợi. Liên quan đến lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng, 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 23 tháng 8. Theo đó, thì biểu lãi suất huy động mới giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn với mức điều chỉnh từ 0,3 cho đến 0,5%. Lãi suất huy động cao nhất giảm xuống còn 5,8% một năm thay vì mức 6,3% một năm như trước đó, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất kỳ hạn 1 và 3 tháng cũng giảm 0,3% một năm xuống mức 3% một năm và 3,8% một năm, kỳ hạn 6 tháng còn 4,7% một năm. Như vậy, lãi suất huy động tại nhóm 4 ngân hàng lớn đã về mức thấp nhất hệ thống sau lần điều chỉnh này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Nông dân Đắk Lắk phấn khởi vì khoai lang được mùa, được giá. Câu ếch đầu mùa nước nổi mang lại thu nhập khá cho người dân Đồng Tháp. Tài xế container trong vụ tai nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm 4 người tử vong, lãnh án tù. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Về tình hình sản xuất nông nghiệp, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên bà con nông dân ở Đắk Lắk rất phấn khởi vì khoai lang được mùa, được giá, ít sâu bệnh, năng suất cao, ước đạt từ 25 đến 30 tấn trên 1 hectare. Giá khoai lang hiện nay dao động ở mức 20.000 đến 25.000 đồng một ký, tăng gấp 3 so với vụ mùa năm ngoái. Việc ký kết nghị định thư để mặt hàng này được xuất khẩu sang Trung Quốc đã giúp giá khoai lang tại Đắk Lắk tăng cao hơn mọi năm. Thì là khoai nó cũng được mua được giá hơn năm ngoái, thì bà con chúng tôi thì cũng đỡ vất vả, công việc nó ổn định, nói chung là đầu ra thì nó ổn định, cho nên là các bà chị em cũng phấn khởi tăng cường tăng giá sản xuất để vụ sau làm nhiều hơn. Đắk Lắk hiện có khoảng 10.000 hectare khoai lang, tổng sản lượng ước đạt gần 300.000 tấn. Riêng các vùng trồng đã được cấp mã số sang Trung Quốc, dự kiến cho sản lượng khoảng 50.000 tấn, đã được tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị rất kỹ để xuất khẩu những lô khoai lang tươi đầu tiên vào thị trường tỷ dân.
Chúng tôi là chăm sóc toàn bộ sinh học theo hướng Việt Giáp mà công nghệ cao. Thì khoai lang đi chính ngày xuất khẩu thì giá năm nay quá cao. Bắt đầu từ giờ là chuẩn bị khoai xuất khẩu đi đúng ngày thì nông dân như là cày từ từ, cày dần dần để khi con khoai còn đẹp. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có 13 cơ sở đóng gói và 70 vùng trồng khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang nước ngoài. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thay đổi thói quen canh tác, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, không nên mở rộng diện tích ồ ạt, tránh tình trạng cung vượt cầu. Thời điểm này, thì nông dân trồng mãng cầu dai hay còn gọi là na tại huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đang tất bật thu hái trái đầu vụ. Chất lượng trái năm nay được nâng lên khiến cho giá bán cao hơn so với mọi năm. Nhiều hộ nông dân rất vui mừng vì cây mãng cầu đã không phụ công người trồng. Do đặc thù về địa hình núi đá cao, dốc đứng, để thu hái mãng cầu, người dân ở huyện Chi Lăng sáng tạo ra cách vận chuyển mãng cầu từ đỉnh núi xuống bằng ròng rọc. Điều này không chỉ tiết kiệm nhân lực và thời gian, mà còn đảm bảo cho trái mãng cầu không bị dở, dập. Đây thì toàn phải gánh, phân cũng phải gánh lên, vác lên thì mới được. Còn bây giờ thì có ròng rọc này thì phân bón thì cũng tời lên. Trong là na thì bây giờ thả xuống dễ hơn ngày trước nhiều. Có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống mãng cầu ở vùng khác. Mãng cầu Chi Lăng, vỏ mỏng, màu xanh nhạt, kẻ mắt trắng hồng, cùi dày, ít hạt, vị ngọt thanh, thơm ngon đặc trưng. Đến nay, huyện Chi Lăng đã có hơn 2.500 hecta trồng mãng cầu, sản lượng đạt khoảng trên 22.000 tấn trái mỗi năm, giá trị kinh tế ước đạt trên 700 tỷ đồng. Nhờ cây mãng cầu mà nhiều hộ đã có thu nhập khá. Vào vụ thu hoạch thì tôi thường dậy sớm, đi lên núi hái, lựa chọn những quả na đẹp, sáng mắt, mở, hái, kỹ thuật hái thì dùng 3 ngón tay để cắt, thì không để phấn, nó không mất phấn. Mỗi nhà tôi thu mua 2-3 tấn thôi. Và còn na thì năm nay chất lượng so với năm ngoái là trắng má đẹp, quả đều, dao động từ 30, 40 và 50. Đấy là loại vừa tiền. Để hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ mãng cầu, địa phương đã tích cực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và kiểm tra an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Mùa nước nổi là lúc người dân có thêm thu nhập từ các nguồn lợi thiên nhiên. Tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều cần thủ đã bắt đầu vào mùa câu ếch đồng. Chỉ cần một chiếc cần câu, mỗi ốc bu vàng lại có thể câu được ếch đồng. Hiện nay do lượng ếch đồng khan hiếm nên có giá bán khá cao. Men theo đường trên các cánh đồng nước nổi ở xã Thường Thế Hậu A và Thường Lạc ở huyện Hồng Ngự, những ngày này không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đi câu ếch đồng. Theo nhiều người câu ếch cho biết, nước lũ tràn đồng, ếch thường vào các bờ ruộng, bờ kênh để trú ẩn tìm mồi. Đây cũng là lúc mà người đi câu dọc theo những bờ đê, bờ kênh của các cánh đồng ngập nước để câu ếch. Hiện tại, số lượng ếch đồng trong tự nhiên không nhiều, trong khi nhu cầu thị trường rất lớn, nên giá bán ếch đồng luôn ở mức cao. Cụ thể, giá bán 1 ký ếch xô cả lớn và nhỏ là 80.000 đồng, riêng ếch loại lớn giá bán trên 100.000 đồng 1 ký. Một ngày, người đi câu có thể câu được khoảng 4 ký ếch đồng, giúp cho người dân có thêm thu nhập. Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Mai Văn Khởi, 40 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Quế, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 2 tháng 2, Khởi lái xe container chở hàng từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh để giao ở cảng Cát Lái. Xe chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khi đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện xe bị sự cố nên cho xe chạy chậm và dừng lại ở làn đường sát giải phân cách để kiểm tra. Lúc này chiếc xe khách 16 chỗ chạy đến thì xảy ra va chạm với xe container do Khởi cầm lái đang đậu cùng chiều phía trước. Xe khách do gia đình ông LVN 77 tuổi quê ở tỉnh An Giang thuê, trên xe có 12 người, trong đó có 11 hành khách và tài xế NHH 51 tuổi, ngụ tại xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sau vụ tai nạn, phần đầu xe khách bị biến dạng, những người trên xe khách kêu cứu và đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy có điều kiện hỗ trợ, nhưng Khởi không cứu giúp, không trình báo công an mà lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn đã làm cho 4 người tử vong, nhiều người bị thương,
Cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế H lái xe khách vi phạm nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container do tài xế Khởi cầm lái. Tòa án Nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Quang Hiệp, 36 tuổi, quê Sóc Trăng, 1 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo cáo trạng, vào tối ngày 20 tháng 9 năm 2022, lực lượng chức năng phát hiện Hiệp điều khiển xe ô tô chạy vào một bãi đỗ xe ven bờ kênh cũ thuộc địa phận xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiệp đưa hai người xuất cảnh trái phép. Trước đó, hai người này thông qua mạng xã hội bị lừa sang Campuchia làm việc trong casino với mức lương 30 triệu đồng một tháng. Hiệp nhận đưa hai người này sang Campuchia với tiền công là 5 triệu đồng mỗi người. Sau khi nhận tiền, Hiệp đưa hai người này từ thành phố Hồ Chí Minh xuống biên giới Long An để xuất cảnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Để tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch vùng Việt Bắc thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch chung tầm cỡ khu vực, tỉnh Tuyên Quang đang tích cực chuẩn bị tổ chức chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 và lễ hội Thành Tuyên được tổ chức trong 8 ngày, từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 9. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như liên quan các làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc, chương trình điện ảnh kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang, hội chợ thương mại du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023, chương trình trưng bày giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình đêm hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên được tổ chức tối ngày 23 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, quy mô cấp quốc gia với khoảng 60 mô hình đèn lồng tham gia biểu diễn. Lễ hội đã nổi tiếng khắp cả nước bởi sự độc đáo của những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân có kích thước siêu khủng. Và tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam đã chứng nhận đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo lớn nhất Việt Nam. Cách trung tâm huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang khoảng 5 km, Thảo Nguyên Suối Thầu là điểm đến thu hút du khách trong thời gian gần đây. Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì qua tam giác mạch vừa chớm nở và những ruộng lúa ngã vàng ở Thảo Nguyên Suối Thầu tạo nên cảnh sắc thơ mộng. Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, Thảo Nguyên Suối Thầu rộng hàng trăm hecta, trải dài bạt ngàn. Suối Thầu có khí hậu mát mẻ, đứng trên thảo nguyên du khách dễ dàng ngắm vẻ đẹp của dòng sông chảy, ngắm mây vào buổi sáng trên các dãy núi chập trùng. Thảo Nguyên Suối Thầu mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng, nhưng vào cuối hạ đầu thu là thời điểm được nhiều du khách ghé thăm hơn cả. Thời gian này thời tiết dễ chịu, cây cỏ xanh tươi, qua tam giác mạch nở rực rỡ, đồng lúa chín vàng. Tất cả tạo nên bức tranh đa màu sắc hấp dẫn du khách gần xa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 152/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ sáng nay có bài viết đặt câu hỏi làm gì để thu hút lao động bậc cao cho Việt Nam. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Tuấn Phước để bàn thêm về vấn đề này. Xin mời anh. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh chị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì việc này đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như là nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam thời gian tới. Trước đây thì chúng ta chỉ tuyển dụng lao động nước ngoài ở các vị trí như là làm quản lý, làm chuyên môn kỹ thuật trình độ cao. Tuy nhiên trong tương lai thì những ngành nghề mà lao động trong nước không đáp ứng được, chúng ta sẽ phải mở cửa cho lao động nước ngoài vào làm việc. Còn về giải pháp thu hút lao động nước ngoài, Việt Nam cần phải có nhiều biện pháp tổng thể liên quan đến thị trường, tiền lương, chế độ phúc lợi. Và phía nhà nước cần phải tạo ra các điều kiện thông thoáng, mở cửa để cho người lao động nước ngoài có chất lượng cao, có thể dễ dàng vào Việt Nam làm việc. Theo dự báo chung thì trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, blockchain, in 3D và điện toán lượng tử đang và sẽ làm thay đổi bộ mặt của thế giới. Còn ở một thời sự, tờ Tuổi Trẻ thông tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo nghi thức cấp nhà nước. Ban lễ tang gồm 23 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng ban. Linh cữu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được quàng tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ thứ Năm ngày 24 tháng 8 đến 7 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 8.
lễ truy điệu vào hồi 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 8. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng trước 11 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 8 tại nghĩa trang quê nhà, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ nhóm golfer đánh bạc, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết là sau 5 tháng mở rộng điều tra, ngoài 22 người bị bắt quả tang, đã có thêm 24 người bị khởi tố. Tuy nhiên, ở thời điểm khởi tố, có 8 trường hợp đang bỏ trốn. Một golfer bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thụ lý, nên Cục Cảnh sát Hình sự đề nghị truy tố 37 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Còn trên lĩnh vực kinh tế, theo phản ánh của tờ Tuổi Trẻ, thì sau hơn 2 tuần kể từ khi nghị quyết số 68 được Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam ban hành, trong đó yêu cầu các công ty thành viên và đại lý phải nhận lại vé số ế. Nhiều người bán vé số dạo cho biết là đến nay họ vẫn chưa được trả lại vé. Về vấn đề này, nhiều đại lý cho biết là chưa nhận được thông báo về việc sẽ nhận lại vé số còn thừa. Trong khi đó, một số công ty sổ số kiến thiết cho biết là chỉ mới bắt đầu triển khai, cần thêm thời gian. Mặc dù Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp phép khảo sát biển cho dự án xuất khẩu điện sang Singapore, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, Việt Nam có thể sẽ mất cơ hội xuất khẩu điện sạch. Góc nhìn của tờ Tuổi Trẻ cho rằng là vướng mắc lớn nhất đặt ra là cơ chế chính sách về đầu tư, triển khai dự án và cơ chế giá vẫn chưa hoàn thiện, nên cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, tạo tiền đề trước mắt cho các nhà đầu tư thực hiện thử nghiệm, khảo sát mới có thể triển khai. Chưa tụ trường đã lo rớt đại học, đây là vấn đề được tờ Tuổi Trẻ nêu ra trong số phát hành sáng ngày hôm nay. Theo tác giả thì nỗi lo này đến từ thực tế, học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 là lứa cuối cùng học và thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình cũ. Từ năm 2025, học sinh sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này đồng nghĩa là học sinh lớp 12 năm học 2023-2024, nếu muốn thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm tiếp theo, sẽ bắt buộc ôn tập và dự thi theo nội dung và luật chơi hoàn toàn mới. Thông tin trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay cho biết là Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới đây đã nhóm họp phiên đầu tiên bàn về tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Đại diện người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu là từ 5-6%. Trong khi đó, đại diện chủ sử dụng lao động là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong muốn chưa điều chỉnh tăng lương. Phía đại diện người lao động muốn được tăng lương vì công nhân không đủ tiền trang trải cuộc sống. Và cũng có ý kiến cho rằng là nên cân nhắc và so sánh những yếu tố tác động tiêu cực của việc tăng lương. Chẳng hạn như là lương tăng 1 đồng, giá cả tăng 2 đồng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.